Xin chào các bạn, mình là Tôn Hưng, nhân viên của công ty tin học Viễn thông Huy Hoàng. Thì sẵn hôm nay có cái máy Infung Epson L8050 ở đây, thì Hưng sẽ quay clip chỉ cho các bạn cách thay mật cho dòng máy in này. Như các bạn đã thấy trong clip đó, thì cái máy trên bàn đó là cái máy mới tinh 100% nha, hàng chính hãng, bảo hành 2 năm hoặc là 50.000 bản in, tùy điều kiện nào đến trước. Với thiết kế hiện đại và kích thước nhỏ gọn, thì ngoài cái tính năng in ra thì cái máy in này nó cũng có thể dùng để mà trang trí trong phòng. Kết nối thì đa dạng, với tính năng là in không dây, tức là in qua wifi, giúp cho việc in ấn và kết nối được với nhiều thiết bị hơn. Còn về mực thì dễ dàng châm mực. Thì đây, Hưng đang quay cho các bạn xem cái cách châm mực đây. Ấn với mỗi cái màu mực thì nó sẽ có một cái ngàm khác nhau, để tránh cho cái việc châm sai mực. Và cái mực này nó cũng có cái tác dụng là chống chảy ngược, tức là khi các bạn châm xong, các bạn rút cái mực ra thì cái ngàm nó sẽ tự nó khóa lại, không cho có khiến cho các bạn bị đổ mực. Thì mà để cho cái việc châm mực trở nên nhanh chóng thì các bạn cứ châm hai màu một lần. Hưng đang châm cho các bạn cái màu đen với màu xanh đó. Thì các bạn lưu ý nha, trong thời gian bảo hành thì các bạn phải sử dụng mực chính hãng nha. Nếu mà có vấn đề về máy thì hãng người ta sẽ bảo hành cho mình. Còn các bạn xài cái mực không phải chính hãng thì hãng nó sẽ từ chối bảo hành. Ngoài ra thì cái tốc độ in ấn của cái dòng máy in này là khá nhanh và cực kỳ tiết kiệm điện. Và đặc biệt của cái dòng máy in phun 6 màu này á, đó là cái bảng in cực kỳ đẹp và tươi. Và nó sẽ in đẹp hơn nữa trên cái giấy in ảnh, tức là giấy bóng. Đó, xong bây giờ mình châm tiếp thêm hai màu nữa. Thì lúc mà các bạn mua máy mới thì trong máy nó có sẵn 6 cái chai mực tương ứng với 6 màu đó. Thì sau này các bạn mà có in hết màu nào thì mình mua đó mình châm vô thôi. Cái giá mực chính hãng này của cái dòng máy này hiện tại là bên Hưng đang bán là giá là 440.000. Đó, tiếp tục châm cho màu xanh và màu vàng. Thì ngoài bốn cái màu chính là đen, xanh, đỏ, vàng ra thì cái dòng Infung 6 màu này nó có thêm hai cái màu nữa, một cái màu xanh nhạt và một cái màu hồng nhạt. Nó giúp cho cái màu nó phối ra nó trở nên tươi và đẹp hơn. Trong lúc châm mực thì các bạn chỉ cần chờ thôi. Rồi, gần hết rồi đó. Bây giờ mình đổ tiếp hai màu cuối cùng vào. Nhiều người hỏi cái dòng L8050 này thì nó thay thế cho cái mã nào. Thì các bạn chắc ai cũng biết là cái dòng máy in full Epson L805 đúng không? Thì cái dòng L8050 này là nó thay thế cho cái dòng đó. Còn cái dòng L805 thì hiện tại thì bên hãng họ không có còn sản xuất nữa, không biết lý do gì. Đó, hiện tại thì các nhà cung cấp ở Việt Nam thì hầu như là không có hàng, nếu có thì chỉ là những cái máy cũ hoặc là máy tồn kho thôi, chứ máy mới thì nó không có. Và cái giá máy L8050 này ở thời điểm hiện tại thì nó tầm khoảng gần 7 triệu á, hình như Hưng nhớ không nhầm là giá của nó là 6.790.000 đã bao gồm VAT á. Khi các bạn mua máy in bên Hưng thì bên Hưng sẽ
hỗ trợ cho mình giao cài đặt tận nơi ở khu vực Hồ Chí Minh nha. Các bạn lưu ý với dùm Hưng là trong khu vực Hồ Chí Minh thôi nha, còn ngoài tỉnh thì có thể mình có thể giao hàng bằng những cái đơn vị thứ ba như là Viettel Post hay là chỉnh xe, rồi sau đó bên Hưng sẽ hỗ trợ online cho mình, tức là hỗ trợ cài đặt qua interview hay là TeamViewer hay là gọi video gì đó, còn không thì cứ gọi cho Hưng rồi Hưng hỗ trợ cho. Sau khi mà châm mực xong, các bạn đẩy cái nắp lại, rồi sau đó các bạn cắm điện vào, các bạn mở nguồn lên, thì lúc này cái máy in nó sẽ báo cái đèn đỏ, đèn mực báo đỏ, thì các bạn chỉ cần ấn giữ cái nút đèn mực đó trong khoảng 5 giây, đợi cái đèn nguồn nó chớp tắt thì thả ra, thì lúc đó các bạn chỉ cần đợi thêm cho hơn khoảng 10 đến 15 phút để cái máy in nó nhận cái mã mực là coi như là xong. Clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Cần hỗ trợ gì thì cứ alo Hưng, rồi Hưng hỗ trợ cho. Thân ái và chào tạm biệt.